gặp cái team này thì mình đánh cẩn thận xíu. Giờ khống chế đối phương. Từ từ nha, từ từ nha. Thằng kia nó hút á. Em bị lộn rồi. Phản đam kìa. Má ơi, nó phản đam ác thật chứ. Né liền, đấm liền. Ui, chón cái kiểu khó chịu vãi. Cái team này mà lực chiến cao cao xíu là hơi khó chịu nữa. Giết thêm người nữa nghỉ nha. Lọn khó chịu thiệt. Giờ ra giờ em thấy đúng bực mấy con thiên nhẫn luôn á. Khó chịu vãi lộn miết rồi. Rồi xong rồi, câu kéo được em. Bà Thiện gà, nhưng mà chết, quá gà. Nó phản đam hả bà Thiện? Cái bàn giờ nó né ghê lắm á. Canh nó búp né cái mình chạy thôi. Từ mình chơi nó. Phải đạp. Rồi, sang chết. Ôi, chết. Ôi, ui phải, còn ba mấy giây rồi gặp team top rồi. Giờ vô gặp Nguyễn Anh. Anh Nguyễn. Căng nha, căng nha. Hồng Dương kìa. Cẩn thận, cẩn thận. Cầm sườn nó được một cuối cùng nha. Rồi, em sống rồi đó. Dính đó. Coi chừng. Có bom, có bom, có bom. Cẩn thận. Rồi, thằng kia chết đó. Ô, hai thằng chết rồi. Ghê. Cái con qua sân cũng mạnh lắm nha anh. Nó đấm em xếp chết luôn á. Chí mạng cao nha, 79%, 300% sát thương chí mạng á. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Có chân đồ môn xà anh á. Cứ canh từ từ thôi. Đã bắt nè, chiếc này, hay, xong rồi. anh chịu cho. Ôi ôi, bị Thiện con gà. Ôi, ông cụ bắp quá ông ơi. Ôi, bầm máu cái. Hay sang ơi, từ từ, từ từ, ăn đam mày. Ôi, giết hai thằng luôn kìa. Chắc kia bị rút độc. Cô đọc nó gấp đọc thính lắm. Ôi cung lôn à. Cẩn thận nha. Cẩn thận, cẩn thận. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đừng cho nó bắt nha. Đừng cho nó bắt nha, đừng cho nó bắt nha. Nó bùm ra kìa, né đi. Cẩn thận bà Thiện. Thằng kia cung cung hay bảo vũ hay không biết nha. Chạy 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 có chân. Bơm máu nhiều vô sang ơi. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Đang đánh công lôn nha. Rồi công lôn bị rút độc rồi đó. Công lôn chết nha. Thiếu làm để rút độc từ từ đi. Từ từ, đừng có sốc đam đó, đừng sốc đam đó. Nó đang bước bự á. Nó bùm kìa, chạy. Nó đang phản đam đà cao nha, đang bước bự á, phản đam cao đó. Từ từ nha, từ từ nha. Để canh chưa.
Rồi nó biết nhỏ đó, nó biết nhỏ đó, biết nhỏ đó, biết nhỏ đó. Tôi lại, tôi lại. Thằng đồng môn kêu bảo vũ hay cuối cùng vậy? Thằng tặng đó nha. Ok ok, cẩn thận cẩn thận. Tụi này nó mê em trước á. Mọi người cẩn thận. Thằng thằng thiếu lâm nó bắt chết em luôn đó nha. Tặng ra, tặng ra, tặng ra. Thằng kia chắc là củ cung rồi, bảo vũ rồi. Nó bùm ra, cẩn thận, nó bùm ra kìa, chạy thành công, hay 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 hay. Rồi ăn ăn ngay, dồn đam luôn bà Thiến ơi. Bỏ này đi, xong rồi. Cô đọc rút đọc khác quá. Trả thù. Ông công lôn đó, ông đi sang boss, ông quýnh mình hoài. Ghê à. Ngon ngon ngon, lì xì lì xì lì. Lên vô cực hả? Vậy không đẩy em búm hả? Nè, mấy ông két nhau rồi. Mà Thiện thử chơi chiêu coi. Ông đang búp bự, anh chơi chiêu thử coi, coi anh bị chết không. Rồi âm búp nhỏ rồi, từ 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 từ. Rồi hết giờ luôn. Ông búp bự á, chơi thử. Đồ kè máu. Chuyện cuối, chuyện cuối. Chỉ sợ là ổng giữ lại cho mấy ông kia đấm thôi. Côn lôn đánh cũng đau á. Kinh đức. Cẩn thận nha, tại để chơi cuối cùng á. Chơi cuối cùng á. Rồi hết rồi. Đừng 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 có phà vội quá, đừng phà vội quá, cứ từ thôi. Từ từ đang lắc nha, đang tặng ra. Nó không giết được em. Mày chết à? Từ từ nó phà kìa, nó phà kìa, tặng ra. Có chẩn phà nha, nó phà nha. Nhảy khinh công không lên. Gắn câu giờ anh ơi, từ từ nha, cẩn thận nha. Có chẩn giờ anh lại á. Bây giờ là nó đi chung nhau không á. Còn xíu máu. Gắn chạy, gắn chạy. Đi chung á, đi chung á. Rồi hết chiêu đó. Tôi lại. Này. Dứt. Ui, hụt rồi, chạy chạy chạy. Sao? Nó chơi càng khôn rồi đó. Bắt thằng kia lại. Cẩn thận coi chừng bị dính kia. Khinh công nha. Okay, khinh công. Rồi chết ngắt luôn. Ngọ mãi luôn á. Thằng kia nó cứ chạm vòng hoài luôn á, nó canh để cho chơi mình, nó cứ cẩn thận. Coi chừng thằng cung lô bắt. Cãi không sao, không sao, không sao. Cứ từ từ thôi. Ơi, ơi sao vậy? Giết luôn. Đúng rồi. Chạy nha.
Không sao không sao. Ôi, còn chấm máu, phải nồi. Bắt luôn Sang ơi, Sang ơi, Sang ơi, Sang ơi. Phải, không dính. Còn xíu máu. Chết rồi. Ăn hết combo hàng đó. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.